Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh có xu hướng suy yếu nên những cơn mưa có khả năng quay trở lại ở miền Bắc, khiến cho nhiệt độ về chiều tối nay giảm thấp. Ở khu vực vùng núi và trung du, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 12 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội chỉ từ 12 đến 15 độ. Sang đến ngày mai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta, làm xuất hiện nhiều mây khiến cho nhiệt độ giảm thấp. Nhiệt độ trong 3 ngày tới toàn miền Bắc chỉ quanh ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Riêng khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ trong khoảng từ 11 đến 14 độ. Ở các tỉnh miền Trung về đêm nay mưa giảm, chỉ còn xảy ra ở khu vực ven biển từ Quảng Trị trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với lượng mưa nhỏ không đáng kể. Tuy nhiên, sang đến ngày mai cũng như 3 ngày tới, khi khối không khí lạnh bổ sung nên miền Trung sẽ có mưa trở lại, trải dài theo các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào cho đến Quảng Ngãi đều có mưa. Cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Mưa tăng nên nhiệt độ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thấp, chỉ từ 19 đến 22 độ, trời rét cả ngày. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi nhiệt độ cao từ 23 đến 25 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào cho đến Bình Thuận nhiệt độ ở ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Xuống với hai khu vực phía Nam là Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đêm nay thời tiết cũng khá thuận lợi, cả hai khu vực này đều chỉ có mưa ở một vài nơi. Nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động từ 16 đến 19 độ, trời rất nhẹ. Trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ từ 21 đến 24 độ, trời mát mẻ. Sang đến ngày mai cũng như 3 ngày tới, ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì được thời tiết tạnh ráo và mát mẻ. Nhiệt độ ở Tây Nguyên vẫn tiếp tục thấp từ 25 đến 28 độ, còn ở Nam Bộ ở ngưỡng nhiệt cao từ 30 đến 32 độ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có gió trong bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 2. Ngoài ra, theo đánh giá của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì trong tháng 1 trên khu vực Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện thế thuận nhiệt đới, có thể là áp thấp nhiệt đới hạt bão. Như vậy, trong những ngày cuối tuần sau, theo mô hình dự báo sớm của GFS, trên khu vực Biển Đông lại có khả năng xuất hiện thêm một vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ có khả năng mạnh lên thành bão. Nó sẽ gây ra thời tiết xấu trên biển nên bà con ngư dân cần hết sức chú ý. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị đăng ký để theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.